Gã thanh niên trộm xe bất thành liền dùng khổ nhục kế giả vờ say xịn hết sức tinh vi để thoát thân. Hôm nay ngày 21 tháng 2 trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian, truyền tai nhau vụ việc manh động với caption như sau. Khi tiếp cận chiếc xe định giở trò nhưng không ngờ chiếc xe bị ngã. Biết bị bại lộ, gã thanh niên sử dụng khổ nhục kế vấp cục đá ngã để thoát thân. Qua đây khổ chủ lắc đầu chán nản tự trách bản thân. Sao mà xui quá trời quá đất, xem lại camera mà chán nản thật sự. Cạn hết lời không muốn nói thêm và muốn kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Không nghĩ mới đầu năm đầu tháng mà lại xui xẻo bị kẻ gian chực chờ ra tay canh me trộm xe như vậy. Lại còn diễn trò như diễn viên chuyên nghiệp nữa mới tức. Tình huống ra sao? Mời cả nhà cùng Sài Gòn TV xem tiếp nhé. Cụ thể, một tình huống bất ngờ xảy ra mới đây được một chủ nhà ở Long An chia sẻ. Theo đó, vào lúc 21 giờ cách đây vài ngày, trước căn nhà có dựng một chiếc xe filter Neo. Bất chấp có người, một nam thanh niên lạ mặt khoảng 18-25 tuổi, cao 1m6, dáng người nhỏ lén lút tiếp cận chiếc xe. Nhưng xui cho thanh niên là chân chống không vững nên đụng nhẹ là ngã. Khi bị phát hiện, thanh niên không chạy, giả vờ say xỉn các kiểu, nên chủ nhà đã để thanh niên rời đi. Đến khi xem lại camera an ninh mới phát hiện tên này đã giả vờ đóng kịch. Cũng may chưa mất tài sản nên thở phào nhẹ nhõm. Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì thời buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì. Mong pháp luật cần triệt tiêu những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Cũng thầm trách nạn nhân sao mà quá lơ là. Thời buổi đôi dép, quần lót còn mất, nói chi đến xe máy. Và cũng thầm nhắc khổ chủ không có may mắn lần sau nữa đâu nhé. Được biết, khổ chủ đã trình báo cơ quan chức năng, dù chưa mất tài sản nhưng trên hết là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm. Sau trình báo, cơ quan chức năng đã có mặt, trích xuất camera, chia sẻ rộng rãi vụ việc đến mọi người. Còn bạn mà thấy sao về pha trộm xe bất thành, liền giả vờ làm diễn viên đóng vai say xỉn này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé! Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.